Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay Đức mở ra một chuyên mục mới với tên gọi là Có thể bạn chưa biết. Thì mục đích của cái việc mà mở ra chuyên mục này đó là xuất phát điểm từ ngày đó thì Đức cũng là một newbie, cũng người mới bắt đầu học Photoshop, bắt đầu bước những cái bước đi bập bênh, những cái bước đi chập chững đầu tiên. Và có những điều rất là nhỏ nhặt, có những cái mẹo, những cái thủ thuật rất là đơn giản nhưng mà mình thật sự là mình không biết và thật sự là mình không có biết hỏi ai. Đôi khi mình đăng vào một số group đồ họa, mình hỏi cái vấn đề đó thì có một số bạn thì người ta rất là nhiệt tình, người ta trả lời, nhưng mà tuy nhiên cũng có một số bạn cái dạng như người ta trả lời nhưng mà với một cái thái độ là người ta khinh thường mình đó các bạn. Và từ điều đó Đức mới tạo ra cái chuyên mục này. Tức nghĩa là trong một video như thế, Đức sẽ cố gắng chia sẻ từ 3 đến 5 cái mẹo, cái thủ thuật hoặc là một cái vấn đề gì đó trong Photoshop mà có thể bạn chưa biết. Thì có lẽ là video này thích hợp cho những bạn newbie, những các bạn mới học Photoshop thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng đôi khi những bạn đã rồ rồi nhưng có những cái các bạn sẽ vẫn chưa biết. Và trong mỗi video như thế, Đức sẽ cố gắng chia sẻ khoảng từ 3 đến 5 cái mẹo hoặc cái thủ thuật. Thì những cái thủ thuật nào mà nó dạng như là nó cần cái sự mà kỹ càng hơn, cần cái sự dài dòng hơn á, thì Đức sẽ cố gắng làm khoảng 3 cái thôi. Còn cái nào mà đơn giản quá thì Đức sẽ làm khoảng 5 cái. Và theo như một điều Đức nghĩ như thế này á, là những cái kiến thức nhỏ nhặt, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó sẽ tạo nên những cái lớn. Có nghĩa là các bạn phải tích góp từ những cái nhỏ nhặt, những cái đơn giản thì chúng ta sẽ mới có được một cái kiến thức lớn. Đó là cái suy nghĩ của Đức. Và thật sự ra nha, Đức cũng từng trải qua cái cảm giác là có những cái rất là đơn giản. Mình lấy ví dụ như là nó, ủa sao cái phiên bản Photoshop của cái chị này á, nó lại có cái bản Plus mà cái phiên bản Photoshop mình lại không có. Rồi á, tại sao mà cái phiên bản Photoshop của chị này á, nó lại có cái dòng Select and Match mà cái Photoshop mình lại không có. Thì đó là những cái nhỏ nhặt mình không biết. Hoặc là có những bạn hỏi những cái rất là đơn giản luôn, như là bây giờ phiên bản Photoshop của em, ủa bây giờ sao không thấy có những cái đường gì màu hồng hồng khi mà chọn vào đối tượng layer. Thì đó là những cái đơn giản, những cái nhỏ nhặt mà đôi khi chúng ta không biết, mà chúng ta cái kiểu như là chúng ta thắc mắc vậy đó các bạn. Và hy vọng rằng series này sẽ mang đến những cái kiến thức hữu ích đến cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video đầu tiên của series nhé. Xin chào tất cả các bạn. Khi mà các bạn sử dụng công cụ Rust trong Photoshop thì để thay đổi kích thước size cỡ Rust thì các bạn sẽ chọn vào công cụ Rust bên thanh công cụ ha. Sau đó các bạn sẽ click chọn trên cái thanh option á, thì các bạn sẽ sổ cái bảng option của nó ra. Thì ở đây thì các bạn sẽ thay đổi kích thước của cái size cỡ ở đây ha. Nó có hai thanh. Còn cái thanh ở đây là cái độ ảnh hưởng của cỡ, là cái độ mềm của cỏ, hardness là cái độ nhè, độ mềm của cỏ ha. Đó, thì các bạn sẽ thay đổi kích thước của size rust. Tuy nhiên thì đa số các bạn sẽ dùng phím tắt, đó là phím đóng hoặc vuông, hoặc là mở hoặc vuông ha. Khi Đức mở hoặc vuông nè, thì cái cỏ rust của các bạn nó sẽ lớn lên. Còn khi mà Đức đóng hoặc vuông á, thì Đức sẽ giảm size cỏ rust lại ha. Nhưng ở đây á, mình muốn chia sẻ với các bạn một cách nữa để các bạn có thể thay đổi size cỏ rust cũng như là cái độ hạch nét của cỏ nhanh chóng hơn. Đó là các bạn sẽ giữ phím Alt trên bàn phím ha. Sau đó các bạn giữ phải chuột nha. Sau đó các bạn sẽ di chuyển qua bên phải để tăng kích thước của size cỏ rust ha. Ngược lại, nếu mà các bạn di chuyển sang bên trái thì các bạn sẽ giảm kích thước của size cỏ rust lại. Thì cách này nó sẽ nhanh chóng hơn là những cái cách khác ha. Tương tự như thế thì các bạn vẫn giữ phím Alt và các bạn vẫn giữ phải chuột ha. Và các bạn sẽ di chuyển lên trên để các bạn giảm cái độ hạch nét của Rust ha. Và các bạn di chuyển xuống dưới thì các bạn sẽ tăng cái độ hạch nét của Rust. Thì đây là một cái cách để các bạn có thể thao tác nhanh chóng hơn trong khi làm việc với Photoshop. Xin chào tất cả các bạn.
khi mà các bạn làm việc trong Photoshop để tăng tốc và cũng như là hiệu suất của chương trình, thì các bạn sẽ mở rộng cái ổ đĩa của bộ nhớ tạm của Photoshop. Tức nghĩa là trong Photoshop á, mỗi cái thao tác nào của các bạn á, nó đều ghi vào một cái bộ nhớ tạm. Sau đó khi mà các bạn tắt chương trình đi thì cái bộ nhớ tạm này nó sẽ được xóa đi, và thông thường nó sẽ lưu vào ổ đĩa C. Tuy nhiên thì do các bạn làm việc quá lâu á, hoặc là những cái tác vụ của bạn quá nặng thì cái bộ nhớ tạm này nó rất là nhiều, nên đa số các bạn sẽ mở rộng thêm cái bộ nhớ tạm cho chương trình. Thì thông thường á, các bạn sẽ vào menu Edit nè, rồi các bạn chọn là Reference. Rồi trong cái Reference này á, các bạn sẽ chọn vào phần là Scratch Disk ha. Trong cái Scratch Disk này nó sẽ liệt kê tất cả những cái ổ đĩa của các bạn đang có. Ở đây mình đang có 4 ổ đĩa nè. Và ở đây các bạn thấy á, nó có một cái tính năng là nó sẽ cho sắp xếp những cái ổ đĩa này, cái nào trước và cái nào sau. Một điều các bạn hay mắc sai lầm ở đây á, là các bạn sẽ ưu tiên cái ổ đĩa nhiều nhất lên gần cái ổ đĩa C nhất. Có nghĩa là sau khi mà chương trình nó lưu ổ đĩa C đầy rồi, nó sẽ lưu tiếp cái ổ đĩa liền kề là cái ổ đĩa F mình đang chọn nè. Nhưng mà các bạn để ý đây nha, dung lượng của F của mình á, nó đang tầm khoảng là 40GB. Nhưng mà cái ổ đĩa D của mình á, là tới 259GB. Nhưng mà mình không chọn ổ đĩa D lên tiếp theo ổ đĩa C. Đó là do cái ổ đĩa D này á, nó nằm riêng biệt trên một ổ cứng khác. Có nghĩa là cái ổ đĩa C nè, ổ đĩa F, ổ đĩa G của Đức nè, nó là một ổ cứng. Hiện tại máy tính của Đức á, có hai cái ổ cứng. Thì Đức sẽ ưu tiên cho những cái partition. Tại vì những cái ổ đĩa G nè, ổ đĩa F nè, người ta gọi là những cái partition. Các bạn sẽ ưu tiên cho những cái partition nào mà cùng nằm trên một ổ cứng. Tức nghĩa là các bạn tưởng tượng ha, nếu mà các bạn đang di chuyển xe á, nếu mà trên cùng một đoạn đường á, thì các bạn đường Nguyễn Văn A thì qua đường Nguyễn Văn B á, thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi nếu mà các bạn đang đường Nguyễn Văn A mà các bạn đánh một cái dòng bạn đi qua ổ đĩa D nè, là một cái ổ cứng khác á, thì cái hiệu suất các bạn nó sẽ giảm lại, cũng như là bạn đang đi đường vòng đó. Nên ở đây á, một điều lưu ý các bạn nhớ rằng á, khi mà các bạn mở rộng ổ đĩa như thế này á, thì các bạn sẽ chọn những cái ổ đĩa cùng trên một cái ổ cứng nha. Mình lấy như một cái ổ cứng HHD á, các bạn chia ra là ổ đĩa C nè, là ổ đĩa hệ thống của các bạn. Rồi ổ đĩa F là lưu trữ hình ảnh, ổ đĩa G là lưu trữ phần mềm vậy. Thì khi mà mở rộng các bạn sẽ chọn liền kề nha. Rồi sau đó các bạn gắn một cái ổ cứng khác vào, thì các bạn nên cho nó ưu tiên nằm cuối cùng, tại vì nó đang nằm trên một cái ổ cứng riêng biệt. Thì đây là một cái thủ thuật nho nhỏ để các bạn có thể tăng tốc chương trình Photoshop hơn. Khi các bạn làm việc trong Photoshop thì đôi khi chúng ta phải sử dụng đến cái thao tác scale hình ảnh lớn lên hoặc là nhỏ xuống. Thì đây là một cái thao tác tất yếu, và hầu như là khi mà các bạn sử dụng Photoshop bất kỳ trong cái công việc gì thì chúng ta cũng phải sử dụng tới cái lệnh này. Thì thông thường để scale một cái hình ảnh thì các bạn sẽ tổ hợp phím Ctrl+T để nó hiện lên cái khung trên form. Sau đó các bạn sẽ click 4 điểm ở trên cái khung trên form này, tương ứng với 4 điểm neo trên hình. Sau đó các bạn sẽ scale cái hình ảnh lớn lên hoặc là nhỏ xuống tùy theo nhu cầu công việc của các bạn. Và khi mà các bạn giữ phím Alt nữa thì nó sẽ scale cái hình của bạn từ tâm ra ngoài. Và trong lúc scale cái hình ảnh như thế này thì đa số thì các bạn sẽ giữ phím Shift để nó tỷ lệ theo chiều dọc và chiều ngang khi scale hình ảnh ha. Tuy nhiên từ cái phiên bản là Photoshop CC 2019, cái version đầu tiên luôn, thì nó đã bỏ đi cái tính năng là giữ phím Shift để các bạn scale hình ảnh theo tỷ lệ chiều dọc và chiều ngang. Ở đây thì mình đang sử dụng phiên bản là Photoshop CC 2020, nên khi mà Đức tổ hợp phím Ctrl+T nè để hiện lên cái khung trên form và Đức scale cái hình ảnh này mà Đức giữ thêm phím Shift thì cái hình ảnh của các bạn nó sẽ bị méo. Đó là từ cái phiên bản là Photoshop CC 2019 thì nó đã bỏ đi cái tính năng này rồi. Sau đó thì bên phía người dùng thì người ta mới phản hồi lên bên Adobe, người ta nói những cái gì mà đã trở thành quen thuộc rồi thì không có nên bỏ, nên khắc phục nhược điểm này từ cái phiên bản version update tiếp theo của CC 2019 á, người ta mới bổ sung thêm một cái tính năng nữa là trả lại phím Shift như những cái phiên bản cũ.
Thì để các bạn quay lại giống như những cái phiên bản cũ á, thì các bạn sẽ vào menu edit nè. Rồi các bạn chọn là reference. Bạn nào mà sử dụng máy Mac á thì các bạn sẽ vào file reference, thì nó gần gần nằm ở bên cái logo Apple nè. Ở đây thì mình không có tiền, mình không có sử dụng máy Mac. Thì Đức đang sử dụng máy Win thì Đức sẽ vào menu edit ha. Rồi các bạn chọn là reference nè. Tiếp nữa các bạn sẽ chọn là general. Cái phím tắt của nó là Ctrl cộng với K ha. Tiếp theo nữa các bạn sẽ click vào cái tùy chọn là View Legacy Free Transform ha. Rồi click OK. Tới đây khi mà các bạn tổ hợp phím Ctrl T để nó hiện lên cái khung transform nè. Rồi các bạn scale cái hình ảnh và các bạn giữ phím Shift thì nó sẽ giống như những cái phiên bản cũ ha. Rồi bây giờ nếu mà Đức buông phím Shift ra nè, thì bây giờ cái hình các bạn nó đã bị méo trở lại rồi. Bây giờ muốn tỷ lệ thì Đức phải giữ thêm phím Shift ha. Còn muốn scale từ tâm ra thì giữ thêm phím A nữa nè. Đó. Thì đây là một cái thao tác để các bạn quay lại giống như những cái phiên bản cũ. Nếu mà bạn nào không quen sử dụng cái tính năng mới của Photoshop từ CC 2019 update tới những cái bản sau này.